đón đầu xu thế trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch đã được chính phủ phê duyệt, đồng thời cũng là đầu mối giao thông quan trọng nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Công ty cổ phần Everimo đã liên kết với tập đoàn Hoàng Oanh, mạnh dạn triển khai đầu tư phân phối khai thác tổ hợp trung tâm thương mại Vân Trì Đông Anh Hà Nội. Tại buổi ra mắt, phân phối độc quyền các sản phẩm dịch vụ trung tâm thương mại Vân Trì, ban tổ chức cho biết, với diện tích gần 8.000 m2, 285 gian hàng được đầu tư bài bản, hệ thống thang máy, khu xử lý rác thải, hệ thống phòng cháy, trang thiết bị cơ sở hạ tầng hiện đại. Đây là trung tâm thương mại đầu tiên tại Vân Nội Đông Anh, trở thành điểm đến mua sắm vui chơi giải trí số 1 tại khu vực này. Khi đầu tư, các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được sử dụng khai thác 40 năm liên tục, pháp lý quyền sử dụng rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt, trung tâm thương mại này dành riêng một khu vực tập trung trưng bày, liên kết tiêu thụ các sản phẩm OCOP của Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với các chính sách đầu tư ưu đãi, ngay trong buổi ra mắt, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh đưa thực phẩm nông sản an toàn OCOP tới tay người tiêu dùng. Ở Hòa Bình hiện nay thì có 486 hợp tác xã đã thành lập và đang hoạt động. Những hợp tác xã này chính là các chủ thể để sản xuất tạo ra những sản phẩm mang tính chất đặc trưng của Hòa Bình. Đến nay thì đã có hơn 100 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao được công nhận và đã đến với đông đảo bà con trên toàn quốc, đặc biệt nhất là bà con thủ đô. Hôm nay là tại trung tâm siêu thị Vân Trì thì có mở bán gian hàng, đặc biệt nhất là có các cái gian miễn phí. Thì chúng tôi cũng đến đây để tìm kiếm một cái cơ hội, tìm đến một vài cái gian hàng để làm sao đấy đưa sản phẩm của các hợp tác xã của Hòa Bình đến được với bà con của thị trấn Đông Anh, của huyện Đông Anh, đặc biệt nhất là các xã lân cận của xã Vân Nội, thuộc khu trung tâm cái thương mại Vân Trì này. Bất động sản thì nó có rất nhiều dạng. Bất động sản thương mại tức là biến bất động sản trở thành vật phẩm thương mại để mua và bán. Tuy nhiên là đa phần thị trường thì bỏ quên mất một dạng bất động sản, đấy là dạng bất động sản khai thác ra dòng tiền. Trung tâm thương mại là một dạng bất động sản khai thác. Chúng tôi mong muốn là tạo ra nhiều sản phẩm bất động sản và có thể khai thác ra dòng tiền cho các nhà đầu tư nhỏ. Chính vì thế cho nên là Everimo và Hoàng Oanh cùng nhau hợp tác sẽ không chỉ có một trung tâm thương mại ở tại Đông Anh mà có thể phát triển thành một chuỗi trung tâm thương mại OCOP trên cả nước. Đối với khu vực này thì phía bên cạnh tôi đã có một cái chợ truyền thống. Ngoài cái chợ truyền thống ra thì cái trung tâm thương mại này tôi muốn là phục vụ cho nhân dân ở đây. Và đồng thời là tôi muốn rằng là cái khu này phải là cái khu mà tới đây là Đông Anh Ninh Quận. Bà con nhân dân ở đây có trung tâm thương mại để đến mình mua được những cái hàng, rồi mình có những cái gian hàng để phục vụ cho nhân dân, đồng thời phục vụ cho những người có nhu cầu mà cần đến trung tâm thương mại thì nó ở rất gần. Được biết, công ty cổ phần Everimo với thế mạnh là dịch vụ tư vấn đầu tư, quy hoạch, thiết kế, tư vấn quản lý dự án, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản, dịch vụ bán hàng thông qua hình thức đấu giá trực tuyến. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này mạnh dạn phân phối độc quyền các dịch vụ thương mại, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản. Trong tương lai, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, hợp tác phát triển mô hình này tại các khu vực thích hợp nhằm kết nối hợp tác cho các sản phẩm nông sản an toàn OCOP.